Phật giảng sanh là một cái thuật ngữ thôi, chứ không phải ai niệm Phật cũng được vãng sanh. Giảng sanh có nghĩa là gì? Giảng sanh có nghĩa là mình sanh ra sau kiếp kế tiếp mà về Tây Phương Cực Lạc, nên ta gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là đáng lẽ chúng ta phải luân hồi ở trong lục đạo, bây giờ là mình về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì làm sao mà theo cái thông thường của mình á, là khi người ta chết đi, người ta bắt buộc phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đó là cái quy luật của tạo hóa, là cái trở thành một cái định luật mà ai cũng phải đi theo cái định luật đó. Trừ trường hợp có thần lực của chư Phật nương vào định luật đó mới có thể là giúp cho tự thân của mỗi chúng sanh thoát ra khỏi cái định luật sanh tử luân hồi đương nhiên. Có nghĩa là định luật sanh tử luân hồi theo thông lệ bình thường là chết là phải luân hồi, chứ không ai còn tồn tại mãi mãi. Ví dụ như là thuyết về thân trung ấm, có nghĩa là sau khi chết rồi thì nếu mà không có cái tâm nào gọi là thắng cuộc ở trong lúc chết trở thành tâm tử thì nó còn ở tại cái vị trí đó cho đến khi mà có một cái tâm chiến thắng hết các cái tâm khác thì là lập tức nó sẽ dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng mà đằng này á, là không dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Mục đích mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh Phật lập quốc độ. Cho nên á, cái mục đích giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, cái thứ nhất là gần Phật để tu, để thành thánh ở tại Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh. Cái điều thứ hai nữa thì trong lúc sống ở tại Tây Phương Cực Lạc tu á, thì không có buồn, không có sầu, không có khổ. Chúng sanh đó thì sợ sầu khổ triền miên, già bệnh chết khổ đau ai cũng phải vượt qua, tử sanh là một nhịp cầu phải qua. Cho nên cái người đó họ thấy ở cõi ta bà này hoặc ở trong những nẻo sanh tử luân hồi đầy cạm bẫy, trong nẻo sanh tử luân hồi á, quý vị, đầy đau khổ, đầy đau thương, đầy tiếc nuối, đầy sầu thương oán giận. Cho nên cái người đó ngán. Ngán nghĩa là gì? Sợ. Sợ cái thứ nhất á, là sợ đau khổ. Cái thứ hai nữa là chán. Chán nghĩa là gì? Cứ như đó lặp đi lặp lại hoài. Ví dụ như á, sanh ra rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Sanh ra rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Người ta ngán, người ta ngán dữ dội lắm. Có nghĩa là nhiêu đó à, mà lặp đi lặp lại hàng tỷ kiếp. Nếu quý vị á, có nhớ trong những tiền kiếp trước của mình á, thì là lại còn càng khổ đau hơn nữa. Có nghĩa là thấy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại có nhiêu đó à, ngán ngẩm. Tuy ta bà có lúc cũng vui thiệt, nhưng mà nó không bao lâu hết á, rồi nó quay lại, nó thế chân vào đó, nghiệp nhân và trả nghiệp và sầu thương oán giận ở trong đó. Cho nên người ta đầy dẫy những khổ đau ở trong kiếp sống ta bà nhân sinh, cũng như là trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó mà người ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là cái kiếp hết kiếp này á, tắt hơi rồi đó, tới cái kiếp kế tiếp phải sanh về cõi Tây Phương của thế giới Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, là cái người giảng sanh về đó là người ta để tu tập tiếp, và giảng sanh về đó là người ta không còn sợ khổ đau trong những nẻo sanh tử luân hồi. Tuy là chưa phải là Niết Bàn, nhưng nơi đó có cái sự an lạc thật sự, và gần những người bạn đạo tu, gần chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới trang nghiêm thù thắng, bất khả tư nghị. Có nghĩa là cảnh đó cảnh trang nghiêm lắm, cũng không ai có thể đo lường, không ai có thể biết trước được hết cảnh đó. Và cảnh đó không có sầu thương oán giận khổ đau ở trong cái cảnh đó. Cho nên quý vị
thấy là người ở Tây Phương Cực Lạc á, người ta sung sướng lắm, người ta tối ngày thông thả lắm, dạo chơi rồi tu hành, tâm dạ hiền lương, đầy lòng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cho nên ai ai cũng thích về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây á, làm như thế nào mà chúng ta được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là niệm Phật giảng sanh đó. Thì đây có cái câu hỏi quý vị Phật tử nói như này nè: trong lúc niệm Phật, mình để tâm thanh tịnh niệm Phật, hay khi mình vừa niệm Phật, tâm mình phải nghĩ về Tây Phương hay là nghĩ về Đức A-di-đà Phật? Có nghĩa là cái người này muốn niệm Phật giảng sanh thì mới hỏi rằng là khi chúng ta niệm á, chúng ta để tâm miệng mình niệm, rồi cái tâm mình tưởng về cảnh giới Tây Phương, hay là tâm mình tưởng về Đức Phật A-di-đà, cái cách nào đúng? Rồi dân dân, như vậy thì á, chúng ta niệm Phật mình phải bám theo trong kinh Đức Phật dạy. Ví dụ như ở trong kinh Vô Lượng Thọ đi, trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có 46, 7, 48 trong lời nguyện gần chót đó đó. Thì nếu rằng là nếu chúng sanh nào á muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải có ba cái điều, đó là lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tín. Cái thứ hai nữa là quyết định niệm Phật xin giảng sanh về cảnh giới Tây Phương nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải thực hành điều đó thường xuyên. Thực hành thường xuyên để làm gì? Để cho tâm của mình không còn khởi phiền não trước các cái cảnh trần này nữa. Ví dụ như là trước cái cảnh trần, trước sắc, trước màu sắc, trước cái đẹp, cái xấu, trước cái âm thanh hay hoặc là dở, trước cái mùi thơm hoặc mùi thối, trước cái vị đắng cay, chua chát, ngọt bùi, ngon dở, trước cái xúc là êm ái hay là khó chịu, thì người này không có sanh tâm giận hờn, sanh si, ghét ghen. Nếu có sanh tâm giận hờn, sân si, ghét ghen thì dùng câu niệm Phật để cho tiêu luôn, cho nó tan luôn, cho nó biến mất luôn. Nếu người nào niệm theo kinh A Di Đà, một câu niệm Phật cho đến 10 câu một ngày cho đến 7 ngày, tức là chúng ta niệm Phật có thể niệm một câu cho đến 10 câu một ngày cho đến 7 ngày, tức là có ngày cũng được, câu cũng được, nhưng mà tâm của mình không có khởi phiền não trước cảnh nữa thì niệm tới đó mới thành công. Mà quý vị là biết là chúng ta có hai cách mà niệm không khởi đến cảnh. Cái cách thứ nhất á, niệm không khởi đến cảnh là mình niệm liên tục và tâm mình chú vào một điểm, thì chúng ta trong một cái sát na chúng ta chú tâm vào một đối tượng thì nó sẽ không khởi lên khi chú ý một đối tượng khác để có phiền não. Cách thứ hai là mình niệm Phật sao mà tiêu diệt phiền não, dần 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 cho tâm được sáng ra. Cái tâm mình được sáng ra thì tuệ nó sanh, là niệm Phật Ba La Mật đó. Khi tuệ sanh rồi đó thì chúng ta mới hiểu được bản chất của năm trần sắc thanh hương vị xúc là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên nó không đáng để cho chúng ta sanh tâm phiền não đối với nó. Thì lúc đó niệm Phật sẽ chấm dứt phiền não, cũng được giảng sanh. Cái này thì khó hơn, cao cấp hơn. Cái người phải khai thông cái nguồn trí tuệ của mình. Còn đa phần chúng ta niệm theo cái phương pháp thứ nhất. Niệm phương pháp thứ nhất có nghĩa là gì? Tức là chúng ta chú tâm vào một điểm để mà niệm. Thì trong một sát na tâm á, mình học vi diệu pháp á, trong một sát na tâm, tâm mình á, có thể bắt một đối tượng thôi. Tức là tâm mình có thể chú ý trên một đối tượng thôi, chứ không chú ý được hai cái đối tượng.
Cho nên nếu chúng ta dùng lực để mà ép cái tâm mình trụ bám trên một đối tượng thì nó sẽ không có dời cái tâm qua đối tượng khác, cho nên phiền não không phát sinh. Vậy thì là có bốn cái cách mà niệm Phật trụ tâm trên đối tượng. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Thứ hai là quán tượng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thực tướng niệm Phật. Như vậy thì nếu mà chúng ta trì danh niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì người ta là chú tâm mình trên cái âm thanh. Có nghĩa là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, miệng niệm tai nghe. Tức là chúng ta chú tâm trên âm thanh. Mình chỉ có âm thanh niệm Phật của mình thôi, chứ không có âm thanh nào khác nữa cả. Nhưng nếu niệm thầm thì sao? Thì tâm niệm, tâm nghe. Còn niệm ra tiếng á, thì miệng niệm, lỗ tai mình nghe. Còn niệm thầm thì tâm niệm, tâm nghe. Như vậy thì quý vị là mới thấy là ví dụ như chúng ta là niệm A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, có thể là chúng ta có hai cách để niệm. Niệm bốn chữ hoặc là niệm sáu chữ. Nhưng mà bắt buộc niệm để không cho tâm phiền não khởi, tức là niệm để cho tâm không tán loạn, thì bắt buộc cái độ chú tâm mình ở trên đối tượng của âm thanh niệm Phật này phải là luôn luôn chuyên nhất, quyết liệt, đấu tranh với nó, quyết liệt cột tâm mình ở trên đối tượng của âm thanh này. Ví dụ A-di-đà-phật, 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 tức là chúng ta đang chú ý tới âm thanh. Khi nào chúng ta sơ hở chú ý trên âm thanh thì lúc đó có thể chúng ta niệm lớn lên để lấn áp lôi nó về. Còn lúc nào mà chúng ta quên niệm, tức là quên tu á, tức là mình quên niệm, thì phải dùng như lý tác ý để lôi nó về. Có nghĩa là chúng ta quên niệm rồi thì mình phải như lý tác ý để lôi nó về. Còn mà chúng ta còn nhớ niệm thì mình phải tập trung. Tập trung nghĩa là gì? Tập trung có nghĩa là gì? Thực ra tập trung phải là nhíu chân mày. Có nhiều người nói là tập trung là nhíu chân mày lại. Chúng ta tập trung là không phải. Tập trung là chúng ta bám trên cái đối tượng đó mà đừng có rời đối tượng đó, gọi là tập trung. Tập trung nghĩa là gì? Là focus á, là mình đưa về một cái điểm gốc, chứ không phải là tập trung là gùng mình rồi nhíu chân mày lại gọi là tập trung, mà không biết tập trung ở chỗ nào. Cái đó là phương pháp gồng mình, nhíu chân mày, đè nén, chứ không phải là tập trung. Cái phương pháp tập trung khác phương pháp đè nén. Pháp đè nén thể đưa cái lưỡi lên trên cuốn họng rồi nén nó lại, không cho nó khởi sanh tâm phiền não. Đó là phương pháp đè nén để không cho nó tấn công vô tâm của mình. Cái phương pháp niệm Phật tập trung không phải là đè nén, mà là chúng ta giữ tâm trên cái đối tượng âm thanh đó, đừng cho rời. Cố gắng nỗ lực giữ tâm lên đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái lỗ tai mình nghe không sót một từ nào cả, mà nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài. Cái tai, lỗ tai mình nó bám vào âm thanh đó, lỗ tai bám âm thanh đó. Đó mình tập mình mới biết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình tập cỡ chừng 5-10 giây cây là mình thấy là tâm mình nó với cái câu niệm Phật không có cái tâm nào khác hết á. Đâu là mình tập 5-10 giây rồi mình buông, tập 5-10 giây rồi mình buông, tập 5-10 giây mình buông, rồi từ 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 tập dài ra thêm. Tập nghĩa là gì đó? Ví dụ mình gán ban đầu nè, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Tới khi nào có một niệm khác không còn chú ý nữa, chúng ta nghỉ niệm đi. Chúng ta thả bỏ đó, bắt đầu niệm lại từ đầu. Có nghĩa là mình tập đó cho tới khi nào nó gửi lên ý, khởi lên một tâm khác ở trong lòng của mình, tức là mình phai lãng cái việc niệm Phật đó rồi, thì chúng ta ngừng lại, không niệm tiếp nữa. Kể như mình cắt ngang đó, mình lặp lại từ đầu, mình làm một cái thời gian niệm Phật khác, từng khúc khúc. Cái đó là tập, nó tập nghĩa là gì đó. Nhưng mà tới chừng người ta thuần thục rồi, người ta đâu cần tập gì nữa đâu, người ta niệm hoài, người ta chú tâm được hết à.
A Di Đà Phật suốt ngày người ta cũng chú tâm được hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu người ta cầm cái sâu chuỗi thì chú tâm vào đâu? Mình cầm sâu chuỗi có khả năng mình chú tâm vào cái sâu chuỗi cũng được, và chú tâm vào cái âm thanh này cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta chú tâm một cái thôi, đừng có chú tâm hai cái. Chú tâm hai cái thì tâm của mình nó bị phân tâm. Cho nên mình chỉ chú tâm một cái thôi. Ví dụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì tâm chú trên một cái thôi, tức là tâm chú trên cái sâu chuỗi đó thôi. Từng mắt, mắt sâu chuỗi chú đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái tâm mình đưa về đó thôi. Còn nếu mà chúng ta giữ sâu chuỗi này á, mình không lần á, mình có thể cầm sâu chuỗi không lần, nhưng mình miệng niệm tay nghe. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Còn ví dụ như lần chuỗi mà chúng ta chú ý đến câu niệm Phật được không? Âm thanh được không? Được. Nhưng đừng có chú ý sâu chuỗi lần là bản năng thôi. Lần chơi cho vui thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng miệng niệm vẫn tay nghe. Mình lần nó quen rồi, cho nên lần mà không chú ý. Lần mà bằng một cách đó là bản năng bình thường. Chúng ta lần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị là để ý chỗ này nha, mình mới chú tâm được. Mình niệm Phật mà chú tâm được là thành công đó. Một thời gian dài tâm mình sẽ theo cái thói quen. Mà cái gì thói quen rồi tâm mình nó sẽ theo đó, gọi là thói quen khó bỏ đó. Tức là mình quen cái gì thì nó sẽ theo đó nó làm. Mình quen cái gì thì cái đó nó sẽ theo cái đó nó làm. Mình quen cái gì nó theo cái đó nó làm thôi. Nên gọi là thói quen khó bỏ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe, đừng có để ý sâu chuỗi. Nhưng nếu chúng ta chuyển qua để ý sâu chuỗi thì đừng có nghe cái lỗ tai. Quý vị nhớ cái chỗ này nha. Chứ vừa nghe vừa sâu chuỗi không biết chỗ nào phân hai cái chỗ, cái sâu chuỗi á, thì là chúng ta chú ý trên hình tướng. Còn mà lỗ tai mình nghe, nghe trên âm thanh là sử dụng hai căn. Một căn thân với một căn tân, căn tai. Như vậy thì chúng ta sử dụng căn tai hay là căn thân? Căn thân là nè, nè chỗ sâu chuỗi này là thân của mình. Nên là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chú ý chỗ này không rời sâu chuỗi. Thì tâm mình đó cũng được tập trung vào trong đó. Tuy là chưa phải là định, nhưng mà tâm nó tập trung để làm chi? Để trong một sát na chúng ta có tập trung vào một đối tượng thì nó không tập trung vào đối tượng khác, thì tâm đó gọi là tâm định còn gì nữa. Nó trở thành thói quen. Cho nên nó vào bất cứ lúc nào, trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi, chúng ta chỉ khởi lên câu niệm Phật thôi. Ví dụ ngoài đường, ngoài xá không có sâu chuỗi thì lúc đó chúng ta niệm Phật là miệng niệm tai nghe. Nhưng mà do đông người quá niệm gì không được thì chúng ta miệng tâm niệm tâm nghe. Đâu có gì lắng lại. Cái này cũng đều là trì danh niệm Phật nha. Cái này là điều trì danh niệm Phật nha. Dù mình niệm lộng lộng trong tâm á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong hành á, tức là niệm trong hành quẩn. Thì trong hành quẩn á là tâm của mình biết đó, gọi là tâm niệm tâm nghe. Chứ thật ra tâm không có nghe, mà tâm biết mình đang niệm. Dùng cái biết của tâm biết mình đang niệm, của cái âm thanh của hành quẩn. Thực ra nó không có âm thanh, mà nó là hành quẩn đang hoạt động thôi. Tức là đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái mày này miệng đang hoạt động, còn cái kia hành quẩn đang hoạt động. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy trong cái trì danh này chúng ta có thể á, là dùng âm thanh để cột chặt vào cho một điểm. Có thể dùng sâu chuỗi cột chặt vào cho một điểm. Có thể dùng tâm. Tức là chúng ta dùng hành. Niệm lòng lòng, lòng tâm đó là hành đó. Nói thầm đó. Và tâm của mình rõ biết từng chữ một mà không rời, giống như niệm ra tiếng mà lỗ tai nghe. Cái này người nào thực tập mới biết, chứ nói cũng khó. Người nào thực tập mới biết. Mình im re phăng phắc hết, mình niệm lòng lòng trong tâm á. A-di-đà-phật, nín lại. Rồi tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, niệm đi, tiếp đi. A-di-đà-phật ở trong tâm á. Và mình nghe, mình để ý từng tiếng một, không bỏ lỡ từng tiếng một, từng tiếng một, từng tiếng một, không có bỏ lỡ. Tức là không có rời khỏi một âm thanh nào cả. Không bỏ lỡ âm thanh nào cả.
Như vậy trì danh niệm Phật có ba cách, quý vị dùng cách nào cũng được, không phải là dùng mãi mãi, có lúc dùng cách này dùng cách kia, tại vì ba cách trì danh đó đều là cái tâm của mình bất loạn được. Ví dụ ra đường đang chạy xe thì chúng ta không thể niệm trong tâm bằng hành được đâu. Đang chạy xe khó niệm bằng hành, có gì niệm bằng hành mình phải ngồi thẳng chỗ tĩnh lặng mới niệm bằng hành quẩn được, có nghĩa là A Di Đà Phật. Chứ còn đang chạy xe thì không niệm hành được đâu. Đang chạy xe chỉ có niệm ra tiếng thôi à. Mình niệm ra đâu ai nghe, mình chạy ngoài đường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhỏ lại tai nghe nhỏ thôi. À, nghe thôi chứ cũng không có thực hành tốt được đâu, tại vì mình còn đang chú ý trên đường này nọ. Cái đó là niệm để gieo duyên thôi, để cho tâm mình được tĩnh lặng thôi. Có thể mình qua cách niệm khác chứ không trì danh được lúc chạy xe ngoài đường. Cho nên những người đang lái xe cũng khó trì danh vậy đó. Ta đang chú ý xuống đường đâu có chú ý trong câu niệm Phật. Dĩ nhiên có niệm mà không lọt vào trong ba cái để định tâm được. Cái đó giống hệt như là chúng ta đang đọc danh hiệu Phật. Chứ mình nói gì cho nó dễ hiểu đi. Tại vì tâm mình đang chú ý tới cái khác, mình không thể nào mà công phu trên cái niệm danh hiệu Phật đó được. Khi ngoài đường á, ta dùng cái phương pháp khác. Cho nên chỉ có trì danh niệm Phật không á quý vị, là chúng ta sẽ trụ ở nơi ba cái cách thức khác nhau. Thứ nhất là dùng lỗ tai nghe, thứ hai là chú ý trên từng cái mắt của sâu chuỗi. Thứ ba là dùng hành quẩn, tức là hành quẩn của mình đó, nói thầm thầm lòng lộng ở trong tâm của mình á. Cách nào cũng được chứ á. Chỗ nào thuận tiện cách nào. Ví dụ như chúng ta ở trong nhà, hoặc là ban đêm hai chồng nằm ngủ đó, bà vợ ngồi vậy A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe, chắc ổng xô một cái xuống giường quá. Lúc đó phải niệm bằng hành, trong tâm mình niệm làm thầm thầm, hoặc là niệm bằng sâu chuỗi, niệm thầm bằng sâu chuỗi, chú ý sâu chuỗi thôi. Vì niệm sâu chuỗi có thể niệm lớn cũng được, niệm thầm cũng được. Cái sâu chuỗi này nè, miễn A Di Đà Phật, thầm lớn hay xù xì gì cũng được chứ á. Mà tại vì chúng ta đang chú ý vào sâu chuỗi, cho nên miệng lình niệm lớn niệm nhỏ, ra tiếng gì cũng sao chứ. Cho nên trong từng cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể cơ động, cái cách nào đó nó phù hợp, cách nào đó phù hợp để cho chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm không cần niệm nhanh, cần niệm chậm. Cho nên có nhiều người nói là thầy niệm nhanh tốt hay niệm chậm tốt? Không, niệm chú ý được thì tốt. Có người á, niệm chậm ta chú ý được, có nhiều người niệm nhanh chú ý được. Miệng niệm tai nghe có thể niệm nhanh, nhưng miệng niệm tâm nghe niệm nhanh theo không kịp, tức là hành quẩn của mình á. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật trong tâm á, mà niệm quá nhanh thì tâm của mình sẽ theo không kịp. Do đó mình niệm từ từ, niệm thầm ở trong tâm, niệm từ từ nó theo mới kịp. Đâu có gì thử coi, người nào có niệm mới biết, không có niệm không biết đâu. Nên niệm trong tâm A Di Đà Phật nó theo kịp, nhưng niệm trong tâm A Di Đà Phật nó đang niệm đó theo không kịp. Tức là chúng ta theo từng lời, nó không có kịp. Cho nên đó, quý vị á, là thấy á, khi mà trì danh niệm Phật á, quý vị thấy là nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Nhưng ở đây á, cái mấu chốt á, là chúng ta hiểu chúng ta làm cái gì. Là mình dùng một pháp để mình cột chặt cái pháp đó với tâm của mình là đúng. Vậy thôi à. Có thể miệng niệm lỗ tai nghe, có thể miệng niệm tâm nghe, có thể lần chuỗi chú ý ngay chân cái sâu chuỗi từng hột. Đừng bao giờ mà chú ý hai cái nơi một lúc, thấy thì ngon lắm mà không tập trung được tâm. Ví dụ A Di Đà Phật, tai vừa nghe mà cái vừa chú ý vào cái sâu chuỗi. Vì ông chú ý hai nơi rồi, chú ý hai nơi thì đó lúc nơi này có lúc nơi kia, tâm nó bị loạn, nó không có gom tâm về một chỗ. Cho nên đó là niệm Phật như vậy nó sẽ không có thành công trong cái bất loạn của tâm. Cái đó là trì danh niệm Phật đấy.
Cho nên cái người mà hỏi cái câu hỏi nè là niệm Phật, khi mình vừa niệm tâm mình phải nghĩ về Tây Phương, nghĩ về Đức Phật A Di Đà hay là tâm thanh tịnh. Thực ra niệm tâm thanh tịnh thì quá tốt, mà muốn tâm thanh tịnh bắt buộc mình phải dùng trong những cách này tâm mới thanh tịnh nổi chứ. Tâm thanh tịnh tức là tâm vô tâm phiền não trước các cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, mà mình không có tâm phiền não thì đó được gọi là thanh tịnh. Cái cách thứ hai á là để cho tâm mình được thanh tịnh này nè, tức là tâm mình không có phiền não nè, tâm mình đó bất động loạn nè, thì chúng ta quán tượng niệm Phật. Những người nào mà bị stress, căng thẳng tâm, bị trầm cảm thì dùng phương pháp này rất tốt. Quán tượng có nghĩa là hình Phật hoặc là tượng cốt Phật, nhìn bằng mắt, nhìn bằng mắt vào tượng Phật, tập trung không rời tượng Phật. Có nhiều người hỏi thầy, con tập trung hết tượng Phật hay con tập trung một điểm ở trên tượng Phật? Đó là tùy, ở trong kinh nói là tổng tướng và biệt tướng đều được. Tổng tướng là mình nhìn hết toàn tượng Phật, còn biệt tướng là mình nhìn một tướng tốt của Ngài thôi. Ví dụ nhìn mái tóc, nhìn cái tai hay gì đó, đại loại là chúng ta nhìn một tướng tốt, gọi là chú ý một tướng tốt đó thôi. Hoặc là chúng ta nhìn toàn tượng thì ở đó trong kinh gọi là tổng tướng và biệt tướng. Tức là toàn phần hay là từng phần đều chủ tâm vào được. Cho nên đó là quán tượng niệm Phật cũng có hai cách. Quán một điểm tức là chọn một điểm, hoặc là chọn cả tượng, mình nhìn cái tượng mà không chú ý điểm nào cả. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là nhìn tổng tướng hay là biệt tướng, mà dịch ra tiếng Việt đó gọi là tướng chung, tướng riêng. Tướng chung là nhìn toàn bộ hết, tướng riêng là nhìn từng phần. Cho nên cái quán mà quán tượng niệm Phật đó là quán tổng tướng hoặc quán biệt tướng. Quán tổng tướng là nhìn tượng Phật chung hết vậy thôi, không nhìn một chi tiết nào hết, không có detail, không có chi tiết nào hết, mà dùng là toàn bộ. Đó là giống the whole, dùng toàn bộ, tức là chúng ta nhìn hết tượng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lỡ có nháy mắt thì cũng mở mắt ra nhìn tiếp, đừng có rời cái tượng. Nói chung là tượng Phật lúc này là giống như á, ở bên thiền định á, gọi là một đề mục vậy đó. Giống như vậy đó, tập trung vào đề mục này, không chuyển đổi qua một đề mục nào khác. Nên đề mục là một pháp, thì tượng Phật lúc này là một pháp, mà không đưa tâm qua chú ý một cái đề mục nào khác. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta nhìn chi tiết, một chi tiết nào đó. Trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, chúng ta chú ý một chi tiết cũng được. Nhưng mà thường ta quán tượng niệm Phật là ta nhìn hết toàn tượng. Cái đó là chúng ta đang nói tới cái kỹ thuật thôi. Nhìn hết toàn tượng để niệm Phật, đừng cho rời. Thì trong những trường hợp này, những người nào mà căng thẳng á, trong đời sống của mình á, cơm áo gạo tiền, tình cảm, đối nội đối ngoại vân vân, mà mình không hài lòng, không vừa lòng, hoặc lo lắng, hoặc sợ hãi, tâm mình trở nên là căng thẳng,
trở nên trầm cảm. Lúc đó mình tập trung tinh thần, dùng đôi mắt của mình để nhìn vào tượng Phật cách khoảng hơn 1 mét nha, chứ đừng nhìn quá gần quá, cái con mắt mình nó điều tiết mệt lắm. Tùy vào tượng lớn nhỏ, với điều tượng nhỏ để gần chút, tượng lớn để xa chút, chứ không có công thức nha. Mình để sao con mắt mình nó im á. Ví dụ như tượng biết ba lớn để sát bên sao nhìn toàn bộ được, còn tượng nhỏ xíu để biết ba xa nhìn muốn chết luôn, không nhìn thấy rõ nữa, thì làm sao? Do đó nếu có tượng nhỏ chúng ta để gần chút, có tượng lớn để xa chút, mình thấy vừa con mắt mình nhìn mà nó không bị mỏi á. Tùy vào người cận thị, tùy vào người viễn thị, tùy vào người loạn thị, mà để xa để gần sai biệt khác nhau, không có công thức cụ thể. Miễn mình thấy cái vị trí của tượng Phật hoặc là hình Phật, chúng ta dễ nhìn, dễ quan sát bằng mắt, nhẹ nhàng cho đôi mắt của mình là được. Đó gọi là quán tượng niệm Phật. Cách thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Cái quán tưởng niệm Phật này, chúng ta tập trung tâm vào hình tượng của Đức Phật hoặc là cảnh giới của Tây Phương, mà chúng ta không hình dung nổi cảnh giới Tây Phương đâu. Chúng ta sẽ nhìn cảnh giới Tây Phương ở một cái hình nào đó, người ta vẽ cảnh giới Tây Phương đó, mình nhớ tới cái hình đó thôi, chứ chúng ta không có thể hình dung nổi cảnh giới Tây Phương đâu. Hoặc là chúng ta quán đến một cái tượng Phật nào đó mà mình thấy ghi vào được ở trong tâm của mình. Quán đây là dùng tưởng quẩn săn nhá để người ta quán, dùng tưởng quẩn để quán. Hồi nãy á, là quán tượng á, là chúng ta dùng mắt chắc khú, chúng ta dùng mắt để người ta quán. Còn đây dùng tưởng săn nhá, hai cái khác nhau nha. Dùng tưởng là tâm tưởng mình, nó mình tưởng ra cái hình đó đó. Ví dụ mình đang niệm Phật nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm mình có khởi lên hình ảnh của Đức Phật ở trong đó, hoặc hình ảnh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong đó đều được. Đó là quán tưởng. Nên nếu quán tưởng niệm Phật á, là dễ dàng cho mình á, lúc mà không thấy đường, không nhìn thấy được, cái này rất khó với người khiếm thị từ nhỏ. Cái người khiếm thị từ nhỏ ở trong cái lưu ở trong tưởng á, tại vì hồi nhỏ lớn chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc, cho nên lưu trong tưởng ở một cái thể khác, chứ không phải thể cái tưởng như mình quán ở đây được. Nó là hình ảnh Đức Phật, người ta không biết hình ảnh Đức Phật ra làm sao, nhưng mình tả hồi ta hình dung ra vậy thôi, chứ không được rõ ràng như mà mắt mình thấy, mình lưu vào trong tâm rồi tưởng của mình nó chi sức rồi lợi, tưởng chi sức lợi thì nó dễ dàng hơn. Còn người mà từ nhỏ là bị khiếm thị á, cho nên họ không có cái dữ liệu lưu của cái tưởng ở trong đó, cho nên dùng cái khác. Cho nên dùng tưởng có thể dùng ban đêm, nhưng mà ban đêm á thì chúng ta có thể nghe được âm thanh mà, có thể trì danh niệm Phật ở trong tâm mà, có thể là dùng cái sâu chuỗi, tại vì mình chú ý tới sâu chuỗi đâu phải chú ý bằng mắt đâu, mà chú ý bằng ta, bằng cái xúc này mà, xúc giác mà, ở trên thân của mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nè. Cho nên tùy vào ban đêm ban ngày ở chỗ nào mà chúng ta áp dụng một cách niệm, chứ không bắt buộc cả đời phải sử dụng một cách. Ví dụ như nói là trì danh phải trì danh hoài, quán tượng hoài không. Có lúc quán được, có lúc trì danh được, tại vì chúng ta còn lao động, tụng tinh đi ra ngoài, còn tiếp xúc với bạn bè, ngồi đó vui chơi, chúng ta đâu có tiện đem sao chuỗi ra lần. Bắt buộc chúng ta phải quán thầm ở trong tâm á, niệm thầm trong tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thầm trong tâm. Cho nên những người mà quán tưởng niệm Phật là tâm của mình á, dùng
tưởng quẩn để nhìn tượng Phật hoặc là nhìn cảnh giới Tây Phương và niệm tới danh hiệu hồng danh của Ngài, thì tâm của mình có thể cũng thể tập trung vào một chỗ. Còn cuối cùng đó là thực tướng niệm Phật, tức là niệm Phật với tâm buông xả hết, không còn cái phiền não gì trong lòng hết, thì cái gì nói là tâm thanh tịnh đó. Là chúng ta niệm Phật mà buông xả hết các dòng cảm thọ, buông xả hết tâm để trở về với chân tâm Phật tánh của mình á, tức là trở về cái tánh hằng hữu, cái tánh mà có thể nhận ra biết được thể chân đế và tục đế của thế gian, thì tạm gọi đó gọi là Phật tánh. Cho nên á, là thật tướng niệm Phật, miệng thì niệm nhưng tâm của mình á, không có chấp vào đâu hết á. Tâm rỗng rang, tâm mênh mông, tâm bao la thì niệm cảnh đó gọi là thật tướng niệm Phật. Như vậy thì người thật tướng niệm Phật thì ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Nhưng mà nó khó ở chỗ căn cơ mình thấp, dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, cho nên dùng thực tướng niệm Phật rất khó. Nhưng mà chúng ta tu thời gian tâm thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ chuyển sang thực tướng niệm Phật. Không thấy người ta niệm gì hết mà người ta đang niệm, là sống với tâm tỉnh thức giác ngộ mà. Người ta đang niệm nhưng mà mình không thấy người ta niệm gì hết, nhưng mà người ta đang niệm. Cái phần trong tâm của người ta đang niệm ở trong đó. Cái thứ hai đó quý vị, thì có quý vị hỏi vấn đề này nè: Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy Quang Hỷ, cho con hỏi. Chồng con thích đọc kinh và trì chú dược sư, anh ấy có muốn giảng sanh về cõi Đông Phương. Kính xin hỏi, anh con muốn về Đông Phương thì anh phải làm như thế nào? Kinh sách con gặp thường thấy Xiển Dương Pháp Môn Tịnh Độ Tây Phương, con thấy ít khi nhắc đến cảnh giới Đông Phương. Có phải cảnh Đông Phương không thù thắng bằng cảnh Tây Phương không? Trong kinh A-di-đà tới mười phương Phật, Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, rồi giữa hai cái phương đó nữa, rồi phương trên, phương dưới, mỗi phương đều có một cái vị Phật giáo chủ ở phương đó. Thì cõi phương Đông là đức giáo chủ là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ai muốn về cảnh đó thì cũng giống như ở cảnh giới Tây Phương, là niệm tới danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Quang Nam Mô Dược Sư Phật, hoặc Nam Mô Duyên Thọ Dược Sư Phật, hoặc là Nam Mô Phật Dược Sư cũng được. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng được. Nói chung có danh hiệu Dược Sư trong đó là được. Thì chúng ta muốn cầu giảng sanh về cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, chúng ta niệm tới danh hiệu Phật Dược Sư và nguyện với Đức Phật Dược Sư sau khi xả báo thân này tiếp dẫn về cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, y như cảnh giới Tây Phương. Cái cách thức y như vậy. Quý vị nói là phải chăng là cảnh giới Tây Phương là thù thắng hơn không? Cảnh giới chư Phật lập quốc độ là giống nhau, nhưng mà tùy vào chúng sanh ở cõi nào có duyên nhiều duyên ít với các ngài mà thôi. Ví dụ như á, là ở cõi ta bà của mình á, là Nam Thiện Bộ Châu nè, thì có duyên nhiều với Đức Phật A Di Đà hơn là các vị Phật khác. Tuy nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng giới thiệu cho chúng ta biết các cái cảnh giới.
Như vậy thì cái người muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hay Đông Phương Cực Lạc thì mình thế Đông thành Tây thôi, thế gì Phật A Di Đà thành Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thôi, đều được, không sao cả. Có nhiều người là bây giờ con niệm Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi tới thời gian sau cái con muốn chuyển sang Tây Phương được không thầy, thì nguyện lại với Đức Phật Tây Phương A Di Đà, lại giờ con muốn giảng sanh về cảnh giới của ngài. Vì trước lúc chết mình hướng về nơi nào? Hướng về Tây Phương, hướng về Đông Phương. Hướng về Đông Phương niệm Phật Diệt Sư ngài rước, hướng về Tây Phương niệm Phật A Di Đà ngài rước. Nhưng mình niệm nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy luôn, không biết mình hướng vào đâu. Cho đến trong lúc lâm chung nó không biết hướng vào đâu hết trơn á. Nó không có thành thói quen, nó không có xuyên suốt, nó không có chuyên nhất. Cho nên tâm con người cái gì phải lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui cái nhiều lần nhiều thời gian thì tâm mình mới nhớ, mới nghĩ, mới tưởng trong lúc mình á, là bị tán loạn. Chứ mình đừng ham niệm quá trời rồi lúc đó không biết mà mình nhớ tới ai. Cho nên tin sâu nguyện thiết để làm chi, mình nhớ tới một vị thôi. Thì lúc đó mình định hướng một nơi. Bây giờ mình còn bình tĩnh, mình còn phân lập, mình còn suy nghĩ, còn chọn lựa. Lúc đó thì chọn lựa gì nữa giờ? Đâu còn bình tĩnh sáng suốt đâu, rã thân này rồi đau đớn rồi á, là bao nhiêu nghiệp nó tràn về. Cho nên nó đâu có là hiểu hết được nữa đâu. Rồi á, là quý vị á, hỏi á, vị như sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái đời sống ở trên đó là sao? Có vợ có chồng gì không ở trên đó? Trả lời thứ nhất là không, tại vì đó nam nam, nữ nữ, nam nam hết, nữ nữ hết nè. Ở trên đó Đức Phật chỉ tiếp dẫn về liên quan quá sanh thôi, do mà liên quan quá sanh chứ không phải là con người quá sanh, không phải là con người sanh ra chứ. Cho nên ở nơi đó không có thai sanh của con người sanh ra, cho nên không phải có vợ có chồng để sanh con đẻ cái gì trên đó cả. Và cái nhu cầu để nương tựa một ai đó, nhu cầu thương yêu một ai đó, trở thành vợ, thành chồng ở trong thế giới âm dương là trên đó không có. Trên đó chỉ hướng tâm đến giải thoát, đến giác ngộ. Ở trên đó là ta chỉ hướng tâm đi đến tu tập, hướng tâm đến định tâm, hướng tâm đi đến tiêu diệt tất cả các phiền não mà thôi. Chứ ở nơi đó là người ta không có là nghĩ tưởng đến tình yêu hôn nhân gia đình. Ở Tây Phương Cực Lạc tuy là xã hội sống nhưng mà sống bình đẳng, người ta dùng ý của mình để thành tựu. Ở cõi trời thì dùng thần thông thành thần tựu thành tựu. Ở cõi ta bà của mình á, dùng phước để thành tựu. Ở cõi trời á, là muốn cái gì dùng thần lực biến hóa ra. Ở Tây Phương Cực Lạc muốn cái gì dùng ý để hiện ra. Nên Tây Phương Cực Lạc do mình định tâm vô trong đó, và quả báo á, là người ta khởi lên ý gì và sẽ được cái ý theo cái ý đó. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là cảnh giới Tây Phương á, hỏi cảnh giới đó có nóng có lạnh không? Thực ra quý vị, nóng lạnh là do gì quý vị biết không? Nóng lạnh là do thân của mình á. Cái thế giới này không có nóng không có lạnh gì trơn á. Tại do cái thân của mình là thân nhiệt mịn nhiêu đó đó. Nó lớn hơn thân nhiệt mình nên mình nói nóng, nhỏ hơn mình nói lạnh.
Chứ nếu không có cái thân của loài chúng sanh hữu tình thì cái đó nóng lạnh nó không có là ý nghĩa gì hết trơn á. Cho nên nếu quý vị đừng có để ý tới Tây Phương Cực Lạc có nóng có lạnh gì, nó không ý nghĩa gì hết á. Là tại vì nếu mà là cái thân này có cái sự cảm giác ở trên thân á thì nó còn nóng còn lạnh. Còn thân mình mà không có cái sự cảm giác ở trên thân á thì nó không có nóng lạnh gì cả. Người ở Tây Phương Cực Lạc á, có chỗ vui chơi được không? Ví dụ như xích đu rồi ha, đầm sen rồi ha, suối tiên rồi có không? Không, ở nơi đó tao không có nhu cầu giải trí bằng cách đó. Tại cậu ấy đó rất là tầm thường lắm. Tức là tao không có vui với cái đó, cho nên nó không có tồn tại. Ở đâu cái gì mà làm cho ta vui thì cái đó mới tồn tại. Đó gọi là thỏa mãn nhu cầu. Ở trên đó không có nhu cầu đó đâu có. Bây giờ ví dụ như chẳng không có bệnh thì lập bệnh viện làm gì, cái ngành y trên đó đâu có lớp đó. Ở chỗ mà kiếm trường đại học y khoa đâu có, hay là kiếm một cái Phật Ma Si đâu có, tiệm thuốc tây đâu có. Tại đâu ai bệnh đâu, vô lượng thọ mà bệnh gì, vô lượng công đức bệnh gì. Và con ở trên chỗ ai cũng thông minh trí tuệ sáng suốt. Quý vị đọc cái quyển Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh á, nhớ là quý vị search trên mạng internet vậy, Tây Phương Du Ký Thiền Sư Khoan Tịnh, là chúng ta hình dung được một chút xíu. Dĩ nhiên mà đọc kinh, đọc sách này, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, còn đọc số sách của các cái vị viết là Giảng Sanh Tịnh Độ hay Lá Thư Tịnh Độ của Hòa Thượng Chí Tịnh, vân vân, Niệm Phật Thập Yếu và Thượng Thiền Tâm, mình hình dung ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi là Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh, rồi trong dân gian người ta cũng có cái quyển của cụ Ba Cháu Gà cũng tả về Tây Phương chút ở trong đó nữa, nhưng đó thuộc dân gian chứ không phải trong kinh. Cái nào thuộc dân gian, cái nào thuộc trong kinh, trong kinh sách. Như Thiền Sư Khoan Tịnh á, ngài nói là đi Tây Phương, ngài về ngài viết lại đó, thì cũng không phải trong kinh, mà đó là do riêng cá nhân của ngài. Ngài gặp vậy ngài viết lại cho thế gian vậy thôi, chứ không phải trong kinh. Còn kinh sách thì nhiều bộ kinh, chúng ta sẽ xem từng đoạn từng đoạn từng đoạn. Ở trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỉ không già, không bệnh, không chết thấy ngon rồi. Không sầu, không khổ thấy ngon. Con người mình khổ bị già, bị bệnh, bị chết mà nơi đó không có. Con người mình bị phiền não, giận hờn, sân si, ghét ghen cho nó không có. Hai đó không có là ngon rồi. Ở đó không có vi trùng để mà thiêu hủy các cái đồ bỏ đi, ví dụ rác rồi rưới đó, Tây Phương Cực không rưới. Rác rưới chứ nó quá xanh và biến mất tự nhiên như cõi cõi trời, trên đầm chỉ có bãi rác ở cõi trời, không có xe rác gì trên cõi trời chứ á, tại vì người ta không có bỏ rác, không có làm gì mà xảy ra rác hết trơn á, cho nên ở trên đó người ta có mùi thơm mà. Còn ở dưới này mình có chỗ thơm chỗ không, lúc nào có chỗ bông chỗ hoa rồi còn thơm, còn không có bông hoa thì cũng hết thơm. Cho nên quý vị á, là thấy á, là về Tây Phương Cực Lạc là người ta sống nơi đó, sống hoài vậy đó, mà tu từ 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 lên các cái bậc, hạ, bậc trung và bậc thượng. Và sau khi tu tập bậc thượng xong thì vị đó mới là chứng đạo, cũng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả như mình ở thế gian là vậy. Nhưng phải bậc thượng thì dễ dàng chứng thôi, cứ các bậc khác cũng chứng nữa. Nếu quyết chí quyết lòng tu mà không có giải đãi đó thì cũng chứng luôn, mà chứ không có
phải về cái cảnh giới cao nhất mới chứng. Mà cảnh giới cao chừng nào thì dễ dàng chứng đạo chừng đó. Chứng đạo là gì? Là lúc đó các vị đó tu tập đoạn diệt được các cái tâm trói buộc và các tâm che mờ, gọi là các kiết sử và triền cái. Thì ở đó chúng ta gọi là chứng đạo mà thôi. Cho nên ai về cảnh giới đó rồi vui lắm, không chết, không bệnh già hết á. Rồi quý vị á, mới hỏi á, là về Tây Phương Cực Lạc. Rồi đó, bây giờ muốn về ở Ta Bà có được không? Tức là mình về Tây Phương Cực Lạc, muốn về đây được không? Về đây được với hai hình thức về. Hình thức thứ nhất là dùng thần lực để về cõi Ta Bà. Tại vì Tây Phương Cực Lạc ai cũng có thần lực chứ. Cho nên về Ta Bà này bằng thần lực. Cách thứ hai á, là về bằng nguyện lực. Nguyện lực có nghĩa là sanh lên đó rồi á, là nguyện lực sanh vô thế gian để độ chúng sanh. Rồi đó gọi là nguyện lực. Hai cách về Ta Bà để độ chúng sanh thì bắt buộc phải sanh ra thế thiên hành hóa cậy trong tay phàm. Thì phải sanh ra tại thế gian này thì mình mới độ thế gian được, chứ không có dùng thần lực đi về đây độ. Thần lực biến ra người rồi độ, người ta không biết mình ở đâu. Nên đó là cái duyên để mà độ người ta khó. Cho nên đó các vị chư Phật chư Bồ Tát thường là các ngài ứng thân ở tại thế gian này. Tức là dụ như thế gian có cha, có mẹ, có anh, có em, thì sanh ra làm người, từ người đó mới có cái tâm nguyện muốn giúp đời, thì người ta sẽ luyện cái tâm nguyện giúp đời đó theo một kiểu nào. Ví dụ như người ta muốn giúp đời bằng con đường tu tập thì người đó phải đi tu học giáo lý mới độ người ta bằng phương diện đó được. Rồi người ta muốn giúp đời á, bằng cách phương tiện vật chất để cho xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gì đó, thì người ta trở thành nguyên thủ quốc gia thì người ta giúp. Tùy vào cái vị đó mà có cái tâm nguyện giúp đời như thế nào. Ví dụ như có tâm nguyện á, giúp đời kiểu nào thì vị đó phải ứng thân, hóa thân theo cái ngành nghề đó. Ví dụ như người ta muốn độ cho những người thợ mỏ thì người ta đi vào trong cái đó đó, người ta độ là theo phẩm 25 Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là mình cần hiện có nghĩa là gì? Đó là hóa thân hoặc là ứng thân. Hiện tức là xuất hiện ra trong đời, mà xuất hiện trong đời bằng hóa thân và ứng thân. Hóa thân rồi chút xíu biến mất, nhưng mà ứng thân á, thì còn ở trong cõi đời. Ứng thân tức là sanh ra bằng xương bằng thịt, nhưng mà vẫn đi độ người ta được đó. Nhiều vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt, mình thấy ở nơi đâu đó có vị độ sanh, nơi đâu đó có vị độ sanh là bằng xương bằng thịt độ sanh. Cho nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi á, người ta sẽ quay lại đây hoàn toàn được. Nhưng mà báo cho quý vị một điều, về chảnh ở luôn không thấy quay lại. Sao vậy? Cảnh giới Ta Bà chớp mắt cái đứt hơi là đi rồi. Ở chảnh ta sống hoài sung sướng chết quay lại đây làm gì? Cho nên đa phần các vị ấy á, là ở trên đó tu luôn vậy đó. Ít khi nào quay lại lắm. Thực ra nó là quay lại độ con độ cháu. Còn cái thân này á, còn cái thân này mới còn nghĩ tới con cháu. Người ta mất cái thân này rồi thì trong cái huyết thống á,
nó đã thay đổi, ta sanh ra cảnh giới khác thì người ta đã có bà con thân thuộc một cảnh giới khác. Bây giờ mình thương con mình quá, mình tính đâu mai mốt mình về Tây Phương hoặc mình sanh nơi đâu mình quay lại đây mình độ con, lên đó có quyến thuộc khác, ví dụ Bồ Tát Vi Bằng Lữ ở trên đó đó, thành quyến thuộc người ta khác rồi, nó không còn quyến thuộc ở đây. Quyến thuộc ở đây chỉ trừ cái gen di truyền bằng xương bằng thịt ở đây, anh chị cha mẹ bà con lối xóm vân vân, nhưng mà tắt hơi rồi qua một cái thân khác rồi, qua sen quá quá thân rồi thì không còn cái động lực, chỉ còn cái nguyện lực thôi chứ không còn động lực. Bây giờ thì mình con cháu mình động lực muốn giúp đỡ, nhưng mà bỏ thân này rồi thì không còn động lực nữa, là tại vì lúc đó người ta sẽ có sanh ra một nơi khác thì người ta sẽ có quyến thuộc khác. Thứ nhất là người ta quên, thứ hai người ta còn nhớ, nhớ nhưng người ta lo con cháu người ta ở đây nè, chứ ai lo con cháu trước đâu. Nhưng mà nếu người nào có nguyện lực là lo cho con cháu hết trong đời nào, miễn là con cháu bà con thân thuộc mình lo hết, thì người đó sẽ từ 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 đi lo, ít gì được nữa đó không phải là Bồ Tát, là Hán hoặc là Phật hoặc là Bích Chi Phật. Thì các vị đó mới có đủ thần lực đi khắp nẻo sanh tử liên hồi độ sanh như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. À, chứ không phải á, là các cái vị đó là lên Tây Phương Cực Lạc rồi rồi quay về thế gian để mà độ sanh đâu. Mình đừng có ước ao điều đó. Và mình bây giờ mình cứ suy nghĩ điều đó, nhưng mà cuối cùng nhầm khi cũng không có điều đó. Cho ăn câu nữa đi. Thầy cho con hỏi, ba con mất mà thấy em con mời quý thầy về cúng chẩn tế, quý thầy đó quy y cho ba con, dạy con lấy pháp danh đó rồi mỗi ngày con cầu nguyện được không? Đây thì cũng tạm thời là như vậy thôi, chứ thật ra quy y cho vong á thì mình quy y theo cái tâm của người sống vậy thôi, chứ chưa chắc người ta còn ở đó. Tại cái quy y là phải người ta phát tâm quy y hoặc người ta có mặt ở đó. Nhưng mà mình quy y đây là tự mình ý quy y, chứ người kia chưa chắc đã muốn quy y đâu. Giống như đi quy y giùm vậy đó. Nhưng mà thôi, thì đối với người mất thì mình cũng làm tròn một phần trách nhiệm đi. Mình quy y rồi mình xin cái pháp danh, rồi từ đó sao nguyện pháp danh đó theo đặc để của mình vậy thôi. Nó mang tính tương đối, mang với cái tính là chúng ta mong muốn như vậy. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe. Và buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở Facebook ra để mà bán thuốc, đó là người ta mượn hình ảnh của thầy và chùa lừa đảo quý vị mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị liên hệ trong phòng chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, và tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa, như là Phật Điện cũng như là Hùng Phước đang xây dựng tôn tạo phòng thuốc nam từ thiện thiện pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị tỏi hướng nguyện đêm công đức ca này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.